Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambo Adhasa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambo Adhasa, Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ sáng à, trở hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường à, chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy, thịnh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ba bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí vẹn toàn. Năm mô Bụt Tha Dạ. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng bài ngày hôm nay, con xin được phép đọc chánh văn. Dạ, cảm ơn Như Quang đã cho bài học. Bài học hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1 tương ưng chư thiên. Năm La Mã hạnh tiêu cháy. Năm La Mã phẩm thiêu cháy. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sa Quá Thị, Sa Vệ Chê Tá Quá Na tháng 5 tại vườn ông Anna Tha Phin Đi Cá cấp cô độc. Rồi một vị thiên sau khi đêm đã gần mãn với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Quá Na đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Một La Mã thiêu cháy. Trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích. Không phải cũng vậy, trong đời này, bị già chết thiêu cháy, hãy đem ra bằng thí. Vật thí khéo đem ra, có thí có lạc quả. Không thì không như vậy, kẻ trộm, vua cướp đoạt, lửa thiêu, đốt hủy hoại, khi giờ cuối cũng đến, bỏ thân, bỏ sở hữu, kẻ trí hiểu biết vậy, thọ dụng và bố thí. Thí xong, thọ dụng xong, theo lực, hành động ấy, không bị ai chỉ trích, vị ấy được sanh thiên. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng tông trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Thanh từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, sư nghe được âm thanh con kính nhân mít đến sư, được bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, kính lễ ngài Trí Đức. Và kính chào tất cả quý tu nữ cũng như quý Phật tử. Hôm nay chúng ta qua cái phẩm thứ năm, phẩm thiêu cháy. Và trước khi vào bài học thì cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị tấn tâm thanh tịnh hướng về tam bảo làm lễ một cách tóm tắt.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật Bảo. Phật Bảo đến vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp Bảo, Pháp Phương Luân Dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể khai ngang, kính chúc quý tu nữ và tất cả quý Phật tử luôn khỏe mạnh an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Và cảm ơn cô Như Quan, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài và đọc cái phần chánh kinh, và chúc các cô được nhiều sức khỏe an vui. Và thì cái phẩm thứ năm này là phẩm thiêu cháy, và cái câu thứ nhất, cái bài thứ nhất thì ở đây là cũng cái tựa nó cũng là thiêu cháy. Thì quý vị thấy rằng ở đây trong phần chánh kinh, Đức Phật nói là trong ngôi nhà thiêu cháy, vật dụng đem ra ngoài, vật ấy có lợi ích, không phải vật bị thiêu. Thì Đức Phật ví cái thân ngũ uẩn này nè là cái ngôi nhà. Thì quý vị biết rằng trong cái ngôi nhà đó thì nó có nhiều cái vật dụng để cho chúng ta sử dụng trong đời sống, rồi trong đó nó có gồm có cả những cái tài sản, những cái vật quý giá, vàng bạc. Thì ngôi nhà nếu mà những cái người nghèo thì nhà tranh với đất hoặc nhà lá, còn những cái người giàu có hơn chút thì họ có những cái biệt thự, còn nếu mà hàng vua chúa thì cung vàng điện ngọc. Nhưng mà tất cả là cái gì, mặc dù là nó cái tên của nó đó thì cung vàng điện ngọc biệt thự rồi nhà, nhưng mà cái gì, nó là một cái dụng cụ để che mưa đỡ nắng, chỉ vậy thôi. Nhưng mà là người ta có sự so sánh phân chia, thành ra là cung hoàng cung, cung vàng điện ngọc, nhà biệt thự trên này nhân dân. Nhưng mà cái công dụng của cái đó là để che mưa đỡ nắng, có để cái trú chỗ cho chúng ta, trú xứ của chúng ta. Thì cũng vậy, trong đời này bị già thớt chết thiêu cháy, thì những cái vật dụng đó ở trong cái ngôi nhà này đó, nếu mà chúng ta mà không có đem nó ra ngoài thì nó, những cái vật dụng này khi mà ngôi nhà mà nó cháy thì
thì những cái vật dụng, những cái tài sản này nó cũng cháy. Thì quý vị thấy rằng đó, Đức Phật nói là thế giới này đang bùng cháy. Nhưng mà chúng ta không biết. Tại vì chúng ta không có quay lại quan sát, chiêm nghiệm, nhìn ngắm cái thân ngũ quẩn này. Cái thân ngũ quẩn này đó, nó phải chịu sự tàn phá từng sát na, từng giây, từng phút của các thứ lửa: lửa tham, lửa sân, lửa si. Nó đang đốt cháy những phiền não, nó đang thiêu đốt chúng ta. Rồi những cái vật thực mà chúng ta đưa vào thì nó cũng tạo thành những cái lửa, cái sức nóng, đất nước lửa gió bên ngoài mình đưa vô để nó có một cái năng lượng, một cái nhiệt lượng để nó duy trì cái đất nước lửa gió ở trong cái thân này. Mà cái quan trọng là cái sự sống, chính nhờ có cái sức nóng của sự tiêu hóa vật thực, nó mới đưa những cái dưỡng chất để nuôi các cái tế bào, những cái tế bào già cỗi chết đi, rồi nó sanh những cái tế bào mới thay thế, từ đó mà duy trì cái thân ngũ quẩn này. Cho nên là các thứ lửa nó đang cháy. Rồi vật thí khéo đem ra thì những cái tài sản này đó, ở trong cái ngôi nhà này đó, nếu mà chúng ta không có đem ra ngoài thì nó cũng tiêu hoại, nó sẽ cháy theo cái ngôi nhà này hết thôi. Cho nên đó là chúng ta biết thì chúng ta khi mà cái ngôi nhà nó cháy thì chúng ta phải nhanh chóng đem tất cả những cái tài sản ra ngoài. Rồi nếu mà những cái tài sản này đó chúng ta bám níu, chấp thủ, gìn giữ, nếu mà chúng ta cũng không có đem ra được, khi mà chúng ta chấm dứt tuổi thọ, nhắm mắt lìa đời, thì tất cả những cái tài sản vật chất của thế gian chúng ta cũng bỏ lại. Rồi sao? Những cái tài sản này đó, nếu mà những cái người mà thừa tự, họ không có biết gìn giữ thì sao? Hay là hoặc là nhiều khi những người mà thừa tự cái tài sản này không có phước, không có xứng đáng, thì do cái nhân, cái duyên, cái quả nó đến, thì những tài sản này sao? Bị kẻ trộm lấy mất, hay là hoặc là bị vua chúa cướp đoạt, rồi hay là bị cái nạn lửa thiêu quỷ, nước lục cuốn trôi, vân vân. Nó có rất nhiều cái phương pháp mà nếu mà những cái người mà thừa tự mà không có phước, không có xứng đáng đó, thì cái tài sản này nó cũng bị tiêu hoại tùy theo cái duyên nghiệp, cũng mà tiêu hoại bằng nhiều cách. Rồi kẻ trí hiểu biết như vậy, thọ dụng và bố thí, tức là cái tài sản đó, thì phải biết chúng ta sử dụng một cách hợp lẽ, để nuôi mạng, để lo
cho thân bạn quyến thuộc. À, rồi giúp đỡ bạn bè, à, những người mà cần. Rồi thì còn một phần nữa thì chúng ta đem ra, à, tạo phước bố thí, à, đến những người bần cùng neo đơn, những hội đoàn từ thiện, à, rồi, à, hay là chúng ta cúng dường đến Tam Bảo, à, xây dựng chùa chiền, tạo tượng, à, đúc chuông vân vân. Đó là những cái công đức, à, để, à, chúng ta tạo những cái phước lành, à, gieo những cái chủng tử tốt đẹp. À, thành ra đó, chúng ta sử dụng, biết sử dụng cái tài sản một cách hợp lẽ, à, để mà có được một cái đời sống an vui tốt đẹp trong hiện tại, và tạo những cái phước lành, à, trong ngày vị lai. À, khi mà cái người mà hiểu biết về Phật pháp á, thì sẽ, à, sẽ sử dụng cái tài sản phát sanh lên bằng chính công sức, bằng mồ hôi sức lực, à, tài sản phát sanh lên mục đích hợp pháp và sử dụng nó, à, hợp lẽ đúng mục đích, à, trong hiện tại, và, à, tạo những cái phước lành trong ngày vị lai. À, thì khi mà cái người mà bố thí, à, thì như vậy đó, chúng ta có cái sự hoan hỷ, à, thì cái khi mà chúng ta thấy một người đang khổ, à, đang thiếu thốn, à, đang đói khát chẳng hạn, chúng ta họ cho họ một miếng cơm, à, họ rách rưới, chúng ta cho họ một manh áo, à, thì chúng ta khi mà chúng ta thấy họ giảm thiểu cái sự khổ đau ấy, thì sao? À, chúng ta cảm thấy hoan hỷ. Thì khi mà hoan hỷ đó, đó là cái phước trong hiện tại, à, cái đó là cái phước, cái nhân ở trong hiện tại này. À, còn cái phát sanh về tài sản sau này đó, đó là cái những cái quả cho trong ngày vị lai. À, nhưng mà khi mà chúng ta làm cái thiện sự, chúng ta bố thí, à, thì chúng ta thấy hoan hỷ trong cái sự bố thí này. À, chúng ta hoan hỷ với cái sự xả ly, à, chúng ta diệt trừ, à, cái tâm bỏng sẻn chấp thủ, à, và chúng ta có một cái niềm hoan hỷ, à, giúp đỡ cho người khác, à, giảm thiểu những cái khổ đau. À, thì đó là cái phước mà ngay khi mà chúng ta làm những cái thiện sự chúng ta được hưởng. À, rồi, à, khi mà chúng ta làm như vậy đó thì không có bị, à, người đời người ta chỉ trích. À, còn nếu mà những cái quý vị thấy rằng có nhiều ông bá hộ, à, giàu nức đố đổ dách, nhưng mà ông ta chẳng hề, à, giúp đỡ ai hết. À, cho nên là, à, những cái người đời người ta gọi là những cái ông, à, bá hộ mà bón đích kèo kiết bụng xỉn. À, à, nhờ cái làm nhiều những cái thiện sự, à, nhờ có sự xả ly, à, mà những cái vị này sẽ đi đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui, à, tái sanh về những cõi trời. Ngược lại, những người mà keo kiết bóng rít bỏng sẻn thì sao? Vì những chúng sanh này cái tâm chấp thủ, à, cho nên là không bao giờ tạo phước. À, do đó mà khi mà hết tuổi thọ, à, với cái tâm mà chấp
thủ bám níu vào tài sản như vậy đó thì phải sanh vào khổ cảnh. À, có khi sanh làm ngạ quỷ, à, rồi hoặc là loài phi nhân để ở đó để mà giữ gìn, à, cái đống tài sản đó. À, thì quý vị học trong Pháp Cú Kinh hoặc là nhất là trong những cái câu chuyện mà ngạ quỷ sự đó, thì chấp thủ thì những người này không bao giờ họ làm phước, không bao giờ họ tạo những cái thiện sự, và khi mà chết thì đi đến những cái cảnh giới thấp thỏi khổ đau. Thì quý vị cũng thấy rằng có những cái hạng vua chúa họ sống một cái đời sống dương giả, rồi họ không biết tạo phước, nhưng mà đó họ còn muốn đem cái tài sản, đem cái những cái người tôi tớ, những người phục vụ, những cái quân lính, để đi qua cái thế giới của họ sắp sửa tái sanh. Cho nên là trong những cái lăng mộ đó, như cái lăng mộ của Tần Thủy Hoàng, quý vị thấy rằng ông cho làm hàng ngàn cái tượng, hàng ngàn cái tượng là quan, là những cái vị tướng rồi quân lính, thậm chí là khi mà ông ta chết đó, là ông ta giết một số những cái người hầu, những người tỳ nữ, hay là những cái người lính cẩn thận đi theo, để chi? Để hầu hạ ông ta. Thì những cái tư tưởng này là những cái tư tưởng tà kiến sai lầm. Mình chết rồi mình còn gây khổ đau khổ lụy cho nhiều chúng sanh khác. Sống thì không có làm những cái điều phước thiện, gây ra khổ đau chiến tranh tan tóc cho dân lành, xây vạn lý trường thành, giết chết biết bao nhiêu người, rồi những cái cuộc mà xâm chiếm những cái đất nước, những cái lân quốc, những cái nước nhỏ. Cho nên là khi mà họ không hiểu biết, họ sống ở trong cái tham lam, đó, cho nên là lúc đó là cái gì, cái nội tâm nó đang bị thiêu cháy, thiêu cháy bởi cái nhiệt não của tham, của sân. Những ai mà không làm cho họ hài lòng thì họ ra lệnh chém đầu, họ đoạt mạng sống của người khác. Cho nên là họ không tạo những cái nhân lành, nhưng mà họ tạo những cái ác nghiệp thôi. Rồi tạo cái ác nghiệp ngay trong đời sống hiện tại rồi, rồi còn tiếp tục tạo những cái ác nghiệp trong tương lai. Cho nên là nếu mà chúng ta không hiểu biết thì chúng ta cũng giống vậy. Thì đa phần quý vị thấy người đời đó, người ta nói là xưa bài nay làm, ai làm sao tôi làm vậy đó, rồi mình cũng bắt chước, mình cũng theo cái truyền thống đó, thì mình cũng sẽ cộng nghiệp, rồi mình cũng đi đến những cái cảnh giới khổ đau. Cho nên là quý vị thấy rằng chúng ta rất là may mắn, chúng ta cũng có những cái phước từ quá khứ, cho nên chính nhờ cái phước này nó hỗ trợ để mà chúng ta có cái duyên lành, có cái may mắn, chúng ta hiểu biết được Phật pháp, để mà chúng ta thoát ra những cái sai lầm tà kiến này. Người ta
à, vì cái thường kiến nè, người ta mong cầu à, bây giờ là đang là được làm vua rồi, bây giờ cầu mong cho cái những cái kiếp sống tới làm vua nữa, hay là hoặc là đi đến những cái cảnh giới khác mình cũng được làm vua nữa à, à. Cho nên là à, họ cứ nghĩ là cái vấn đề mà mình đứng ở trên nắm quyền sanh sát của thiên hạ đó là nó sẽ trường tồn vĩnh viễn à, thấy không à, kiếm sai các cái vị mà lương y mà tài giỏi chế tạo ra những cái phương thuốc trường sanh bất tử nha, để chi tham muốn vào cái nhai vàng, muốn sống cho thiệt lâu à, muốn sống thiệt lâu để mà thụ hưởng à, cái giàu sang sung sướng quyền quy tột đỉnh à, à. Chính những cái tham muốn này à, nó là những cái loại phiền não nó đang thiêu cháy à, nhưng mà những cái người này không có không thấy à, thành ra đó à, quý vị thấy rằng có một vị tỳ kheo mà trước đây á, là cũng là vua à, nhưng mà bây giờ ông ta đã giao mà ngai vàng lợi cho hoàng thân quốc thích rồi, ông ta xuất gia. Thì khi mà cái vị tỳ kheo này ngồi dưới cái cội cây à, à, khi mà hành thiền thì cái phỉ lạc nó phát sanh à, cho đến khi mà xả thiền cái vị này mới nói lên cái một cái câu tán thán à, là hạnh phúc thay, hạnh phúc thay đó. Thì mấy vị kia mới đem cái này đến trình bạch Đức Phật. Thì Đức Phật biết nguyên nhân, Đức Phật mới hạ kêu cái vị tỳ kheo đó lại hỏi. Thì cái vị này mới nói á, hồi trước á, mặc dù là con ở trong cung vàng điện ngọc, nhưng mà lúc nào con cũng nơm nớp lo sợ đó. À, sợ quân thù là lấn chiếm biên cương, rồi sợ ở trong hoàng thân quốc thích là họ giết mình để họ đoạt ngôi à, rồi sợ mất mát thân bằng quyến thuộc, mất mát tài sản, đủ thứ những cái nỗi lo sợ đó. Còn bây giờ đó, mặc dù là sống mà sống của à, không tài sản ở dưới cội cây, nhưng mà con thấy rất là an lạc hạnh phúc à, tại vì bây giờ mình không có tài sản gì hết thì mình không sao mất à, còn hồi xưa đó là ông vua à, sợ mất ngai vàng, sợ mất đất nước, sợ mất cái là à, thân bằng quyến thuộc đủ thứ hết đó. Cho nên đó, cái nỗi sợ hãi đó là cái gì? Nỗi sợ hãi đó là một thứ lửa à, thứ lửa nó đang thiêu cháy à, nó thiêu cháy cái thân ngũ quẩn này, nó thiêu cháy danh sắc à, đang thiêu cháy cái ngôi nhà của chúng ta mà chúng ta không biết à, rồi á rồi sao chúng ta thấy rằng á, khi mà chúng ta nhìn một cái cảnh đẹp à, chúng ta khởi lên cái tâm tham muốn à, là lửa nó đang thiêu cháy ở trong con mắt à, chúng ta thấy một cái cảnh à, không thích ý vừa lòng, chúng ta cảm thấy bực bội khó chịu là lửa nó đang thiêu cháy à, tham muốn sân hận nó là phiền não, mà phiền não là lửa à. Rồi chúng ta ăn những cái vật thực mà hợp khẩu vị à, chúng ta hài lòng thích ý à, cái tâm thích thú tham đắm đắm nhiễm trong cái khẩu vị đó à, thì sao à, rồi chúng ta mong muốn là ngày mai có được nữa à, thì đó
đó là một cái phiền não, nó cũng đang thiêu cháy, thiêu đốt cái lưỡi của mình mà mình không biết. Rồi mình ăn vô tình, mình ăn một cái vật thực gì đó, cái người mà không thích ớt, vô tình ăn một miếng ớt cay quá thì sao? Bực bội, khó chịu. Ai bỏ ớt vô mày đi, là tâm sân hận. Thì khi mà cái phiền não tham sân nó sân khởi là nó cũng đang thiêu cháy, thiêu cháy cái lưỡi của mình. Cho nên một lần có một vị trưởng lão, mấy vị sa di bữa đó đi vào làng khất thực, khi mà được để thí chủ người ta để được những cái món ăn, món cà ri mà hợp khẩu vị, thì bắt đầu mấy vị này về chùa bắt đầu ăn, thì ăn rồi bắt đầu là bình phẩm ngon, khen ngon thế này thế kia, rồi vui cười hoan hỷ. Thì vị trưởng lão mới nhắc là: này các vị sa di, đừng có để cái cà ri nó đốt lưỡi của mấy ông. Tại vì sao? Ăn trong cái trạng thái, cái tâm tham, ăn trong cái sự thích thú, ăn trong cái sự thiêu đốt của phiền não. Cho nên là nếu mà chúng ta không có quan sát, không có nhìn thấy, thì chúng ta đang bị thiêu đốt. Cái lửa nó đang thiêu ở trong con mắt, cái lửa nó đang thiêu ở trong cái lỗ tai, cái lửa nó đang thiêu ở trong mũi, trong miệng, trong thân. Khi mà chúng ta đắm chìm ở trong phiền não, thì lửa nó đang bùng cháy. Thì bên một bài kinh ở bên Bắc Tông cũng có nhắc là chúng ta lửa nó đang cháy ở trên đầu chúng ta mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn cứ nhởn nhơ dễ vui, chúng ta không chịu nỗ lực lo tu tập thì sao? Thì một ngày nào đó cái thân ngũ quẩn này bị toàn bộ cái lửa nó thiêu cháy. Cho nên chúng ta biết chúng ta phải cố gắng đem những cái tài sản quý giá ra khỏi cái ngôi nhà này, đem những cái tài sản quý giá làm phước để chôn của để dành. Tiền bạc mình đừng để nhà, mình đem đến cái ngân hàng, cái ngân hàng Tam Bảo mình gửi đi, ở đó nó an toàn hơn. Chứ trong cái ngôi nhà vật chất của chúng ta đó, nó không có đảm bảo đảm đâu. Chúng ta muốn để tài sản lại cho con cháu là gì? Là chúng ta chỉ dẫn, hướng dẫn cho con cháu mình nó biết cách làm phước. Cái còn mà nếu mà mình nói là bây giờ để lại cho con cháu tôi là vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục ký vàng, vài trăm mẫu ruộng, nhưng mà sao? Những cái vật chất này đó, sự thật ra nhiều khi nó không có phước, nó không có được hưởng. Thì quý vị cũng biết là cái câu chuyện mà ở Mỹ Tho, Gò Công thì có Bạch Công Tử, còn ở dưới Bạc Liêu thì có Hắc Công Tử. Cha mẹ những cái vị này để lại hàng ngàn mẫu ruộng, nhưng mà sao? Ăn chơi trác tán trị lạc, và cuối cùng là không còn một cái mảnh đất để mà khi mà
chết để mà gửi thân này. Đó, tại sao? Tại vì ỷ lại, trời ơi, tài sản nhiều quá mà. Cả ngàn, hai ngàn, ba ngàn mẫu đất. À, rồi không lo làm, rồi trà đình tủ điếm, à, trị lạc. À, cho nên là tới chừng mà chết á, là nằm ở ngoài lề đường. À, quý vị thấy khổ hả? Thành ra đó, khi mà chúng ta muốn để lại tài sản cho con cháu á, là bằng cách là hướng dẫn con cháu mình á, nó biết biết cách thức để mà tạo phước. À, đó là mình hướng dẫn con đường đạo đức và chỉ bày cho con cháu mình nó biết cách để mà nó tạo phước lành để mà nó hưởng. À, còn mà nếu mà cái một đống tài sản mà khư khư giữ lấy rồi thì có nhiều khi đó, bị mất mát bởi trộm cướp, hay là bị vu oan chiếm đoạt, bị lửa cháy, bị lũ lụt cuốn trôi. À, rất là nhiều những cái nguyên nhân để cái tài sản đó tiêu hoại. À, cho nên là chúng ta phải biết như vậy. À, chúng ta sống với cái sự hiểu biết, chúng ta không để cho cái phiền não nó sanh khởi qua các căn. À, khi mà mắt nhìn thấy một cảnh sắc thì chừng biết rằng tất cả rồi nó cũng sẽ thay đổi. À, đó cũng chỉ là vật chất mà thôi. À, không có cái gì là đẹp. Nghe một âm thanh, à, dù là nó du dương hay là nó chói tai, à, chúng ta biết âm thanh chỉ là âm thanh. À, cho nên là Đức Phật nói là không thấy chỉ có thấy. À, tất cả các đối tượng là đối tượng là sắc hết. À, tại vì cái tưởng của mình á, nó sanh khởi, rồi ngã mạn nó sanh khởi, nó vẽ vời, rồi nó so sánh. À, cảnh này đẹp, cảnh kia xấu, âm thanh này hay, âm thanh kia dở, à, vân vân và vân vân. Từ đó mà phiền não nó sanh khởi. Thành ra Đức Phật nói sao? Thấy như thật thấy. Tức là chúng ta phải thấy thực tướng của nó. À, chúng ta nhìn xuyên thấu qua cái vỏ bề ngoài, chúng ta lột bỏ cái chế định tục đế đi để chúng ta thấy thật cái thực tướng của nó, thấy rõ bản chất thật của nó. À, khi mà chúng ta thấy rõ cái bản chất thật của nó thì không có gì để mà mình bám níu, không có gì đẹp, không có gì xấu. À, nó chỉ là đối tượng. À, nó sanh rồi nó diệt. À, nó đến rồi nó đi. À, theo cái quy luật tự nhiên của nó. À, thì khi mà chúng ta thấy với trí tuệ như vậy đó thì sao? Thì phiền não nó không có sanh khởi. À, lửa bị dập tắt. À, còn mà chúng ta không có thấy với trí tuệ, không có ghi nhận, à, chúng ta, à, theo cái tục lệ, à, đó, họ đánh tôi, họ mắng giết tôi, à, con của tôi, tài sản của tôi, à, thân bằng quyến thuộc của tôi, à, thì từ đó sao? Phiền não, khổ đau, à, phát sanh. Mà khi phiền não khổ đau phát sanh là gì? Là lửa đang bùng cháy. À, lửa đang bùng cháy qua các căn. À, đó. Rồi sao? Lửa bên nhà khi cháy rồi mình cũng đốt, à, lửa bên cái ngôi nhà của mình luôn. À, bên kia, à, nó sân hận, nó chửi, nó mắng mình, mình cũng nổi điên, mình cũng sân hận, chửi mắng lại, thì lửa nó đang bùng.
Bởi vậy mà Đức Phật mới nói là thế gian này đó, lửa đang bùng cháy. Nếu mà phàm nhân không có sự hiểu biết, không có sự tu tập thì sao? Thì thế gian này là tất cả lửa đang bùng cháy. Cho nên á, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta có sự kiểm soát, chúng ta nhìn, chúng ta biết, rồi những âm thanh chúng ta nghe, chúng ta ghi nhận, chúng ta biết, chúng ta không thích mà không bám níu mà cũng không xua đuổi, mình biết nó đến rồi nó sẽ đi, nó sanh rồi nó diệt, chúng ta không có bám níu hay là xua đuổi nó, thì từ đó là phiền não nó không có dấy động, nó không sanh khởi. Cho nên là trong cái bài thứ nhất này, Đức Phật dạy chúng ta là phải có sự phòng hộ qua các căn, có sự ghi nhận tất cả đối tượng, rồi có sự kiểm soát cái nội tâm của mình. Thì như vậy đó là chúng ta có sự đề phòng tất cả các cái lửa của phiền não, lửa tham, lửa sân, lửa si. Đó. Thì khi mà chúng ta có sự phòng hộ một cách cẩn trọng như vậy, thì kịp thời dập tắt dù là những cái đốm lửa nhỏ nhất, chúng ta cũng không khinh thường. Thì ngôi nhà của chúng ta, các căn của chúng ta, nó sẽ được an ổn. Cái nội tâm của chúng ta luôn luôn ở trạng thái quân bình, chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu mà chúng ta chạy theo trần cảnh bên ngoài, rồi không phòng hộ, để cho phiền não nó dấy động, thì cái ngôi nhà của chúng ta đang bốc cháy. Rồi chúng ta bám níu vào tài sản, bám níu vào thân ngũ quẩn, bám níu vào thân bằng quyến thuộc, thì cũng là ngôi nhà đang bốc cháy. Chúng ta biết đem những cái tài sản này ra làm những cái thiện sự thiện nghiệp, để gieo trồng những cái chủng tử tốt đẹp, thì như vậy đó thì chúng ta dọn cho mình một cái con đường an vui tốt đẹp trong ngày vị lai. Cho nên đó là chúng ta phải thấy cả hai mặt, cái hiện tại thì sống an ổn, và chúng ta chuẩn bị dọn con đường chúng ta đi đến nơi an vui tốt đẹp trong ngày vị lai. Còn nếu chúng ta không có hiểu biết, thiếu trí tuệ, thì chúng ta bị thiêu cháy ngay trong đời sống hiện tại và đi đến khổ đau trong những kiếp sống tương lai. Và chính những cái khổ đau phiền não này nó còn cột rối, nó làm cho chúng ta trôi lăn trong cái cỗ máy sanh tử luân hồi, khổ đau trong nhiều kiếp sống. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật trong phần chánh kinh, thì sư cũng xin giải thích với quý vị đôi điều. Giới phước báo này thì hôm qua sư cũng có hay tin ngài Hòa Thượng Trì Giới đã viên tịch, thì sư cũng rất là quý mến. Nhưng mà ngài đã về ở ngoài Huế, chứ sư tưởng là ngài ở Đức Hòa, thì sư định đi lên trên đó, nhưng mà hiểu cái xem lại thì ngài đã về tới ngoài Huế rồi. Ra
Hôm nay thì trong cái phước báo thì xin cầu mong cho Ngài Hòa Thượng Trì Giới đang ở cảnh giới nào cũng thọ nhận được phước báo này, tái sanh về những cảnh giới tốt đẹp an vui. Cầu mong tất cả chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và cẩn thận gìn giữ các căn hay là gìn giữ cái nội tâm của mình luôn luôn được an ổn mát mẻ, cẩn thận với các thứ lửa. Nếu mà chúng ta không cẩn thận thì lửa nó sẽ bốc cháy, bốc cháy đô thiêu đốt thân ngũ quẩn trong đời sống hiện tại, và sẽ còn tiếp tục thiêu đốt những kiếp sống trong tương lai. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui, trí tuệ sáng suốt, thực hành theo lời Đức Phật dạy. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thà Giá. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về bài học ngày hôm nay. Kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay cho chúng con học hiểu và hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân sư, và con cũng xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng tạm tách nước. Ở tỉnh thất thiện hữu nguyên đàng dân sư nước kẻ bạch sư. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá. Nhật Quỳnh kính mời đàn có thể cái hình trong bài học ngày hôm nay để thường tỏ thành nghĩ chút xíu. Dạ, rồi những câu hỏi thì bài học thì sư trả sẽ trả lời quý vị. Nguyên Trang bữa nay làm bộ xung phong cho Nguyên Trang. Alo, Nguyên Trang đang có ở trước máy kìa, giờ này chưa kẹt lắm đâu. Mời Nguyên Trang đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên coi hiểu bài học này như thế nào. Tại vì hôm nay là thường thọ Pháp Thanh, con nghĩ là cũng rất là mệt mỏi, do con thấy sư đang khoan giếng nè, rồi đang xây còn không biết nói cho nó đúng từ bạch sư bằng tay vậy ha. Cái đó kêu bằng cái gì bạch sư, sư có thể chát lên cho con. Con thực tình là con phải là trai đường không sư? Dạ, con không có, con thực tình là con rất là dốt với sư. Dạ, con thấy làm thì con hiểu, chắc biết là cái chỗ đó để cho chư tăng cũng như Phật tử có thể để dùng cơm trong những ngày lễ. Nhưng mà thật sự con không biết gọi là cái gì bà sư. Nhà ăn trai đường. Dạ. Yeah. Trì ân sư. Dạ. Yeah. Thấy rất là hoan hỷ. Dạ. Yeah. Cũng biết là sư rất là đang mệt nhọc, mà sư cũng cố gắng vào đạo tràng để giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Còn một lần nữa, thay mặt đạo tràng, thành kính tri ân sư rất là nhiều. Alo, alo. Nguyên Trang đang bận rồi, còn Kim Nhung có bận không? Kim Nhung, Thanh Hoàng nữa nè. Những vị toàn là giỏi không à? Thực sự luôn đó nha. Như Quỳnh phải nói là thán phục quý vị, những vị trẻ trong đạo tràng nè. Vì nào cũng giỏi hết trơn. Alo, alo, thấy rồi. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có trước máy không? Alo, Tâm Pháp. Tâm Pháp đâu rồi? Có ngủ thì giật mình nhầu vậy.
Nghe Nhật Quỳnh kêu là hết hồn ngồi dậy coi. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp ơi. Nó mục tiêu rồi. Giờ này bên Tâm Pháp khuya lắm rồi. Mà Tâm Pháp cũng rất là chú ý bài giảng của sư. Nên mời Tâm Pháp có ý kiến. Tâm Pháp ơi. Ngủ luôn rồi. Không thấy nhúc nhích. Rồi còn có Kim Nhung nè, Thanh Hoàng nè. Kim Nhung này Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung này học rồi, mời Kim Nhung nha. Kim Nhung này học giỏi lắm nè, học ở dưới đất, học ở trên trời. Mời Kim Nhung. Alo, alo ạ. Alo. Dạ, chị Nhật Huỳnh nghe em được không? Dạ, em cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Thanh Hoàng. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Pháp Thanh. Kính chào các quý cô tu trong đạo tràng. Dạ, em không được như vậy đâu chị Nhật Huỳnh ơi. À, em vẫn phải đang cố gắng. Dạ, thưa Sư Pháp Thanh. À, con cũng hiểu cái bài này theo trí văn, con cũng hiểu là trong cái cuộc sống này thì mình cũng không nên bám víu vào cái gì. Mình càng buông bỏ nhiều thì cuộc sống của mình càng lợi ích, càng an lạc hơn. Sư giảng bài của con nghe rất là dễ hiểu và con rất là hoan hỷ. Nhưng mà trong cái bài này cũng có một số đoạn con cũng chưa hiểu lắm. Con xin Ngài hoan hỷ giải thích dùm cho con. Đó là cái đoạn mà có cái câu mà câu mà thí xong thọ dụng xong theo lực hành động ấy, thì cái thí xong thọ dụng xong thì con chưa hiểu khúc này nó như thế nào. Tại vì khúc trước nó là thọ dụng và bố trí, bố thí, thọ dụng và bố thí, thì cái phía sau nó là thí xong thọ dụng xong theo lực hành động ấy, không bị ai chỉ trích, vì ấy được sanh thiên. Thì cái thí xong thọ dụng xong thì con chưa hiểu nó có liên kết gì ở trong chỗ này ạ. À, cái này là mình sử dụng, có cái thọ dụng và bố thí ở trên kia thì là mình cũng thọ dụng và mình đi bố thí. Nói chung là con chưa hiểu khúc này. Con xin sư Pháp Thanh hoan hỷ giải thích giúp con ạ. À, con xin tri ân Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, một chút cô Nhung cho thêm một âm thanh lớn lớn chút. Sư phải để cái máy thật là sát sư mới nghe được. Thì cái câu hỏi của cô đó và cái câu hỏi của ai đây, Thanh N1191, tức là ở đây nó có hai cái, tức là bố thí và thọ dụng. Thì bố thí á, nó có nhiều nhiều cách. Cái người mà mới mới biết đó, mình bố thí là gì á, mình những cái vật mình dư thừa mình đem mình cho. Rồi nếu mà chúng ta hiểu biết đó, thì chúng ta bố thí nhằm mục đích để mà tạo cái thiện sự. Mình thấy người khác đang khổ đau thì mình giúp đỡ cho cái người đó giảm bớt cái sự khổ đau. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết đó, chúng ta sẽ bố thí để diệt trừ cái tâm tham.
lần hồi chúng ta diệt trừ cái tham để chấp thủ bám níu. Cho nên là chúng ta tùy theo, khi mà chúng ta bố thí với cách là ôi cái này mình dư, mình thừa, xấu kệ, mình cho quá, thì cái đó mình bố thí, nhưng mà mình không có cái trí tuệ của mình, nó không có hiểu biết một cách rõ ràng. Rồi mình khi mà mình bố thí, mình biết là cái người này họ đang cần, đang cần cái sự giúp đỡ, mình bố thí, mình giúp đỡ cho họ, là cái trí tuệ mình nó phát triển được một chút. Rồi khi mà chúng ta làm những cái cuộc trai tăng á, thì sao? Chúng ta phải có sự sắp xếp, tức là có đầy đủ tâm tư trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Trước khi làm á, là mình có cái sự sắp xếp như thế nào thế nào. Rồi khi mà chúng ta làm thì chúng ta có hiểu biết trí tuệ, chúng ta làm là để gieo trồng những cái chủng tử, những cái thiện sự. Rồi khi mà chúng ta hiểu biết nữa thì bây giờ mình làm, mình bố thí này mình không có cầu mong gì đó, không có cầu mong mai mốt là được làm vua, làm chúa, làm bá hộ rồi kia, hay là tái sanh về cõi chư thiên vậy. Mình biết nhân quả bố thí này với mục đích để diệt trừ những cái phiền não trong tâm của chúng ta. Bố thí là cái nhân để diệt trừ tham lam đó. Thì khi mà ở trong kinh nói là đắc khí na đa ná đó, thì khi mà chúng ta làm với cái trí tuệ chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì cái phước báo nó rất là lớn, tức là đại thiện hợp trí. Đó là nói về cái bố thí. Rồi chúng ta phải đầy đủ tam tư, chúng ta quan hỷ với cái tác ý trước khi mình làm, trong khi mình làm mình cũng quan hỷ, và sau khi làm chúng ta nhớ lại bữa nay mình đi lên chùa, mình hùng phước trai tăng, mình hùng phước dân y, mình làm chủ lễ dân y, mình làm những cái lễ mà bố thí cúng dường hay là giúp đỡ cho những cái người nghèo khổ chẳng hạn. Mình nhớ lại những cái thiện sự này đó, mình quan hỷ. Thì khi mà chúng ta làm đầy đủ cái tâm tư của mình, tức là hợp trí đầy đủ như vậy đó, thì cái quả nó sẽ rất là thù thắng trong nhiều kiếp sống. Rồi khi mà chúng ta thọ dụng á, thì với cái người mà cư sĩ á, thì quý vị chỉ cần sử dụng, ví dụ như bây giờ mình sử dụng cái vật thật đi, hay là tất cả các cái khác nó cũng giống giống vậy. Khi mà chúng ta ăn, chúng ta biết là mình đang ăn, cái này là để duy trì cái thân mạng này, để có sức khỏe, để mà mình tu tập, mình đời trong đời sống duy trì cái sự sống thôi. Mình không có thích mà mình cũng không có ghét. Nếu mà mình không có cái kiểm soát cái tư tưởng, cái tâm của mình á, thì gặp mà những cái vật thực nào mà hợp khẩu vị, những vật thực mà thượng vị đó, thì sao? Thì mình thích thú, mình nhiễm đắm, là mình ăn trong cái tâm tham. Thì như hồi nãy, ăn trong tham nó cũng là cái phiền não, nó cũng đang thiêu đốt cái lưỡi. Mà bây giờ mình ăn gặp những cái vật thực mà không có hợp khẩu vị,
Mình không thích ai mà giờ nó lỡ người ta bỏ bỏ ớt. Mình không thích cái mùi hành tỏi mà người ta lỡ nó bỏ đó. Mình bực bội, mình khó chịu, mình ăn trong cái tâm sân. Thì sao? Nó cũng là phiền não, nó cũng đang thiêu đốt. Cho nên á, mình ăn với trí tuệ là mình biết mình đang ăn. Như vậy là mình ăn với trí tuệ, mình không loại trừ được tất cả những cái lửa của phiền não. Còn đối với những vị tỳ kheo thì Đức Phật khuyên dạy là sao? Mình ăn á, mình phải quán tưởng, quán tưởng những cái vật thực này, những vật thực này nó là vật chất, nó là vật chất, không có so sánh là chay mặn cái gì hết. Rồi cái thứ hai nữa là sao? Cái vật thực này á, nó không phải là vật nhòm gớm, nhưng mà khi mà mình ăn vô qua khỏi cái cổ mình rồi đó, thì nó trở thành cái vật nhòm gớm nha. Thấy không? Bây giờ mình nói là vật thực này là thượng vị, vật thực này là ngon rồi kia nọ, nhưng mà khi mà mình nuốt qua khỏi cái cổ họng rồi đó thì sao? Khi mình nhai đó là nó hòa trộn với lại những cái nước bọt, nước miếng hay là axit amin đó, để nó tạo thành cái men tiêu hóa nha. Thấy không? Rồi khi mà nó xuống vào trong cái bao tử thì nó trộn với mật rồi kia nọ. Thành ra để mà dĩa sao mình phải để canh theo canh, đồ mặn theo đồ mặn, đồ ngọt theo đồ ngọt, cái này cái khác. Nhưng mà khi mình nhai vô, mình đưa vô trong cái bao tử, trong đó nó không có bài trí ở trên bàn, nó không có trang điểm, món ăn vừa phải ngon, phải bài trí cho đẹp kia nọ, để gì? Để thu hút cái thị giác, cái khẩu vị, cái hương vị rồi này kia, thế nọ thế này thế nọ, đủ thứ chuyện, thấy không? Vô trỏng là mặn ngọt gì á, nó xài là bằng vô trong đó. Quý vị mà thấy cái nồi cắm heo sao thì ở trong đó nó vậy. Cho nên mình thấy là không có cái gì mà đáng để cho mình thích thú, đáng cho mình nấy á. Rồi sao? Nó vô qua đó rồi nó bắt đầu nó tiêu quá. Thành ra ở trên bàn nghĩa là mình phải chưng dọn bài trí rồi kia cho đẹp. Chứ còn vô đó rồi đó là nó hồ lốn hết trơn. Thành ra đó cái bao tử của mình á, mình quán tưởng nó giống như là cái gì? Nó giống như cái nồi cắm heo, nó giống như là cái thùng rác, chứ không có cái gì là ngon, là tốt, là thích thú hay là không thích thú. Rồi mình ăn là để gì? Ăn là cái sự duy trì mạng sống này. Thì quý vị học đó, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, trong cái pháp một chi, tức là sao? Chúng ta duy trì cái thân ngũ uẩn này. Thân ngũ uẩn này là nó hình thành từ đâu? Đất, nước, lửa, gió. Cho nên bây giờ mình đem cái đất, nước, lửa, gió bên ngoài để mình nuôi cái thân mạng này, không có gì là chay, không có gì là mặn đó. Rồi á, không có gì là ngon, là bổ, là béo hết á. Chẳng qua là mình ăn để duy trì cái thân mạng này, để sống. Sống để gì? Để tu tập, để tạo được nhiều thiện sự. Đó, khi mà mình quán tưởng vậy, để gì? Ăn không phải để cho mập, cho mạnh,
để vui đùa như trẻ con, ăn không phải để có sức mạnh, sức lực như là những cái người lực sĩ, ăn không phải để có sức mạnh để đánh lộn như mấy người võ sĩ, ăn không phải cho mập cho để trang điểm cái thân thể này cho đẹp đẽ như là những cái người phụ nữ, ăn là để duy trì cái thân mạng này để tu hành theo các pháp cao thượng đó. Thành ra đó, cái vị tỳ khưu mà khi mà ăn quán tưởng đầy đủ như vậy đó là gì? Ăn ở trong giới, ăn mình không có dính mắc, mình biết rồi. Ăn với trí tuệ là sao? Ăn và mình phải có sự kiểm soát. Khi mình đưa vật thực đụng chạm vào trong miệng mình biết, mình nhai mình biết, mình nuốt mình biết, tất cả mỗi 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 cái gì mình biết hết. Ăn cũng giống như là mình đang hành thiền đó. Thì ăn như vậy gọi là ăn với trí tuệ đó. Không phải cái ăn không, mà là khi mà Đức Phật dạy đối với bốn món vật dụng, vậy thì khu đều phải quán tưởng như vậy hết. Từ y phục, vật thực, chỗ trú ngụ, thuốc chữa bệnh, vậy thì khu phải quán tưởng để thọ dụng. Rồi quán tưởng trước khi thọ dụng, rồi quán tưởng khi đang thọ dụng. Và nếu mà vị nào mà dễ vui khi mà mình thọ dụng mà không quán tưởng thì khuya tụng kinh trước khi mặt trời mọc là phải đọc bốn bài quán tưởng về cái mà những cái vật mà thọ dụng mà trong ngày mà mình thọ dụng mà mình thiếu thiếu trí tuệ, mình không có quán tưởng đó. Còn nếu mà mình không thọ dụng, không có quán tưởng thì như vậy là mình ăn trong, mình thọ dụng trong cái tâm si mê, thì thọ dụng trong cái phiền não. Mà như hồi nãy sư nói giống như ngài trưởng lão mà dạy mấy vị sa di, thì khi mà chúng ta mà thọ dụng trong sự phiền não là đang bị đốt cháy, đang bị đốt cháy ở lưỡi, ở thân, ở trong cái thân ngũ quẩn này. Cho nên là chúng ta sống, nếu mà chúng ta biết thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ sống với trí tuệ, chúng ta thọ dụng trong trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta để cái tâm buông lung dễ vui thì chúng ta thọ dụng trong phiền não, trong si mê, thì sao? Thì chúng ta đang bị thiêu cháy. Thì xin giải đáp cái câu hỏi của cô Hồng Nhung và cái vị gì đó Thanh N 1191. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, mô Bụt Thầy Giá. Con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, nhưng mà còn một vấn đề khác con cũng muốn hỏi này nữa là, ngài có nói là mình bố thí thì mình không có cầu mong, vì cầu mong đó là cái tâm tham, con cũng hiểu là như vậy. Nhưng mà con thấy thường là sau những cái cuộc bố thí, những cuộc trai tăng thì mình hay có nguyện với những cái phước bố thí này hay là phước trai tăng này, thì mình làm nhân làm duyên để mình đoạn trừ những cái lậu hoặc tham sân si để đi đến ngày giải thoát, hoặc là mình chia phước đến thân bằng quyến thuộc. Thì như vậy thì nó có phải là mình cầu mong không thưa sư? Cả dạ, con xin sư hoan hỷ giải thích giúp con. Với dạ thôi cái phần đó đi, còn cái câu sau thì con sẽ hỏi sau ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Thì trong kinh á cũng có chỉ là khi mà các vị cư sĩ sau khi làm những cái công việc, những cái thiện sự, thì có nguyện là do sự phước báo mà chúng con trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để diệt trừ những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Vì sao? Bởi vì cái tham sân si nó tiềm tàng, nó ở trong cái nội tâm của chúng ta từ vô thủy kiếp rồi. Cho nên đó, bây giờ á, khi mà chúng ta hiểu biết, chúng ta làm những cái thiện sự này nè, cái nguyện đây để nó có một cái năng lực, một cái sức mạnh để hỗ trợ, để hỗ trợ chúng ta. Thành ra đó, cái tham nó có những cái cái mà về cái những cái dục ái thì chúng ta cần phải diệt trừ. Nhưng mà những cái tác ý mà mong muốn tu tập, mong muốn học pháp, mong muốn hành pháp, thì cái này nó cần phải được duy trì và gìn giữ. Thì sao? Chúng ta thấy rằng các bậc thánh nhân, các vị Bồ Tát trong nhiều kiếp sống, khi mà các ngài làm các cái thiện sự cũng phải có cái chí nguyện. Chính cái chí nguyện này đó, nó tạo được một cái sức mạnh để dẫn dắt chúng ta trong cái dòng sanh tử luân hồi, nó cố gắng nỗ lực tu tập. Còn nếu mà chúng ta làm mà chúng ta không có một cái nguyện lực cho mạnh mẽ đó, thì sao? Chúng ta dễ vui. Khi mà mình làm những cái thiện sự, cái bắt đầu cái mình được cái phước báo nó hỗ trợ rồi, cái mình sống ở trong cái sự mà sung sướng quyền thế rồi địa vị rồi cái nọ đó, cái mình quên đi. Giống như cái người đi từ một cái nơi này đi qua một cái sa mạc để đến một cái kinh đô, nhưng mà trên đường đi đó, bắt đầu qua một cái nơi đó, nó có được bóng mát, rồi có ao nước, có cái nhà để trú, cái bắt đầu nãy giờ mình đi xa quá, bị nắng rồi nôi rồi thiêu đốt. Bây giờ cái ở đây á, có bóng mát nè, có chỗ cho mình trú ngụ nè, mình được tắm mát, mình được uống nước mà no này nè. Nếu mà mình không nhớ cái hành trình của mình á, mình quên đi thì mình ở lại cái chỗ đó rồi. Cho nên á, cái nguyện lực này để mình nhớ được khi mà mình tái sanh ở những cảnh giới, hay là hoặc tái sanh vào những cái dòng tộc cao quý, mình cũng nhớ cái con đường tu tập của mình đó. Chính nhờ vậy mà Bồ Tát mới cái chí nguyện mạnh mẽ mà ngài từ bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, ngài mới đi xuất gia, đúng không? Chứ còn nếu mà không có nguyện mãnh liệt mạnh mẽ thì chúng ta dễ vui. Bắt đầu chúng ta được sống trong những cái điều kiện tốt đẹp này kia nọ, cái mình quên, mình quên cái con đường của mình, mình ở lại cái chỗ đó để mình hưởng bóng mát rồi nước nôi đồ này kia nọ tốt đẹp. Thành ra đó, chúng ta phải có cái nguyện lực. Cái nguyện lực này không phải là mình tham,
À, cái nguyện lực này nó là một cái sức mạnh tinh thần để nó hỗ trợ chúng ta, à, để diệt trừ những cái ô nhiễm, à, những cái phiền não ở trong nội tâm. À, thật ra đó, có những pháp mà chúng ta phải diệt trừ, à, nhưng mà có những cái pháp chúng ta phải dung bồi, gìn giữ, à, tạo cho nó một cái sức mạnh để đủ lực đối trị với phiền não. À, đó, cho nên đó, chúng ta phải cố gắng nỗ lực học, à, dung bồi trí tuệ cho thật mạnh. À, khi mà trí tuệ nó đủ mạnh, nó mới có thể đối kháng được với vô mình. À, rồi chúng ta phải dung bồi cho nó thiệt là mạnh. Khi mà nó mạnh hơn vô minh á, thì nó phá vỡ được cái si mê, cái hồn ám đó. Thế còn nếu mà mình không có tinh tấn, không có nỗ lực, cái nguyện lực mình không mạnh, thì làm sao nó đủ sức để mà nó phá vỡ được cái phiền não vô minh ở trong nội tâm chúng ta đó. Cho nên chúng ta phải hiểu như vậy. À, những cái tham ái đắm nhiễm ở thế gian thì phải diệt trừ, nhưng mà có những cái nguyên lực, à, để tu tập, để thực hành những cái pháp đoạn trừ, à, phiền não, thì chúng ta phải có cái nguyên lực, cái chí nguyện mạnh mẽ. À, thì sư xin giải đáp cái câu hỏi của cô Hồng Thị Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú kính cảm ơn câu hỏi của Kim Nhung. Kim Nhung chờ một chút xíu ha, tại câu hỏi của Thanh đã phát lên nãy giờ mà sư chưa có trả lời được. Nên Kim Nhung quan hỷ cho Nhục Quỳnh hỏi câu hỏi của Thanh nha. Dạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, con thấy câu hỏi này đưa lên nãy giờ, con xin phép được đọc và thư trả lời. Giờ tới Kim Nhung còn thắc mắc một câu nữa đó bạch sư. Dạ, trong khi bố thí hay khi bị người ta chỉ trích, vì thì tiết kiệm khác với hà tiện, rộng rãi khác với hoan hỷ như thế nào? Dạ, con kính nhân mít đến sư. Sư hoan hỷ trả lời câu hỏi của Thanh nè. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bổn Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Ca Giá. Có đôi lúc á, à, chúng ta làm, nhưng mà những người khác thì họ không có hiểu biết, à, họ chỉ trích, à, họ chê bai, à, thậm chí có nhiều khi có những Phật tử họ cũng nói sư, à, con cái rồi nó cho tiền, à, rồi cái mấy cô này cũng lớn tuổi rồi đi chùa cúng dường cho chư tăng, cúng dường tam bảo, à, nhiều khi về á, con cái không hiểu, nói, tiền bạc má không dám xài, à, má đem đi cho mấy ông sư này kia nè, à, ha, à, rồi, tại vì sao? Tại vì người ta không có hiểu, à, về cái những cái thiện sự, à, cho nên nói là người ta hay bài xích, chỉ trích, à, tại vì khi mà chúng ta làm những cái việc này đó thì nó đi ngược lại với thế gian. Thế gian sao? Là người ta bám níu, ôm ấp, gìn giữ, chấp thủ, à, tài sản của người ta là người ta chỉ xài thôi, chứ chưa chắc gì anh em ruột mà người ta giúp đỡ đâu, không? Ra mà người ta thấy mà nhiều khi mình đi làm bố thí rồi kia,
đi cúng chùa đi rồi đó, à người ta lại lại chỉ trích. Thì cái chỉ trích đó là nhiều khi là nó tại vì người ta không có hiểu biết. À rồi cái tiết kiệm á, hà tiện hai cái khác nhau. Tiết kiệm ở đây đó là chúng ta xài sử dụng cái tài sản nó hợp lẽ. À, chúng ta cái chuyện mà không đáng xài một đồng cũng không xài. À, mà bây giờ cái chuyện mà phải xài thì bây giờ tiền triệu cũng xài. À, thấy không? Bây giờ thay vì mà mình cái món này nè, cái món đồ này nè, mình thấy là nó đẹp. À, nó đẹp nhưng mà thật sự ra mình không có cần. À, nhưng mà mình thấy người ta mua mình cũng mua. Thì đó, cái đó là mình lãng phí. À, mình lãng phí. À, còn cái tiết kiệm á là những gì mình không cần thì thôi, mình không sắm. Mình thí dụ như mình có được mấy bộ đồ vừa đủ để sử dụng và được rồi. À, nó còn không phải là mỗi lần mà nghe nó khuyến mãi rồi là mình mua, mua về mình chất đóng đó, mà mình không có sử dụng tới. À, còn hà tiện á, tại sao? Họ không dám xài, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. À, họ kia cổm họ để dành đó chứ không bao giờ họ dám đem ra sử dụng. À, họ không dám sử dụng với chính bản thân họ nữa, chứ đừng nói gì mà giúp đỡ ai. À, đó là cái hà tiện. À, rộng rãi ở đây là mình sẵn sàng mình giúp đỡ. À, giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, à, bạn bè, à, hay là hoặc là mình có thể mình đóng góp vô những cái hội đoàn từ thiện, à, giúp đỡ cho người bần cùng neo đơn, à, nuôi trẻ mồ côi, à, những cái bệnh viện để, à, người ta, à, có điều kiện để người ta, à, điều trị bệnh cho các cái bệnh nhân đó. Quan phí là coi như là mình tiêu pha một cách vô độ. Không? Mình làm mình lương mình tháng có 10.000 mà mình tỏ ra là đại gia, đi ăn nhà hàng, đi xe cho sang, rồi mang nợ mang nần. Thành ra đó cái xài ăn to xài lớn đó, nó không cần thiết. Phải không? À, cái nhà mình là vừa đủ rồi, mình ở là được rồi. Không, cái nhà phải bự. Cái thằng đối diện mà nó cất nhà lên 2 tầng thì tôi phải ráng cất nhà lên 3 tầng, phải hơn nó mới được. À, nó sắm chiếc xe 10.000 thì tôi phải sắm chiếc xe 20.000. À, thấy không? Nhưng mà mình không có tiền, rồi mình vay mượn rồi kia nọ để ấy, rồi cái bắt đầu mắc nợ mắc nần. À, mình quan phí. À, ăn thì vừa đủ no, mặc vừa đủ ấm nữa rồi. Không, ăn thì phải sang, mặc thì phải cho sang. À, thì như vậy mình xài quan phí. À, đó, rộng rãi là mình sẵn sàng mình giúp đỡ mọi người. À, chứ không phải mình xài rộng rãi là ăn to xài lớn rồi mắc nợ mắc nần tùm lum rồi la. À, nó không có đúng. Cho nên đó, Đức Phật dạy chúng ta phải sử dụng cái tài sản của mình cho hợp lẽ. À, giữa cái thu nhập và cái mình tiêu xài đó thì nó phải có sự độ lượng. Bây giờ mình làm mỗi tháng là 10.000 thì mình xài á chừng khoảng 6.000. À, trong ăn uống mà rồi kia đó. À, còn lại 4.000 để gì? À, 2.000 mình đề phòng, bữa nay mình còn sức khỏe mình đi làm được,
biết đâu chừng rồi bệnh hoạn hay sao, thấy không? Thành ra mình 2.000 đồng để dự phòng bệnh hoạn là đi bệnh viện thuốc men rồi nè, còn 2.000 này nè là để gì? Để đề phòng khi cha mẹ anh em thân bạn quyến thuộc có vấn đề gì xảy ra, mình có thể mình đem cái số này mình giúp đỡ cho người ta. Thành ra đó, cái chi tiêu của mình nó độ lượng như vậy thì không có dướng dấp nợ nần. Mà khi mà dướng dấp nợ nần khổ, khi mà mình xài quan phí rồi bị thiếu nợ thiếu nần rồi người ta học. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Thì đó, đó cũng là lửa đó. Đó cũng là lửa vậy đó. Mà lửa này á, là nó sanh khởi từ đâu? Từ cái tâm ngã mạn. Tôi làm mới là đúng nè. Tôi làm mới là giỏi nè. Tu trang trí như vậy là mới đẹp nè. Đó, thấy không? Thành ra sao? Mình phải thấy cái này. Thôi, bây giờ lửa bên kia đang cháy thì mình đừng có đốt cái nhà của mình. Thấy không? Kệ đó, bây giờ người ta đang bị phiền não nó thiêu đốt đó. Thì bây giờ kệ người ta, đừng có tranh hơn tranh thua. Cãi lẫy cái lửa bên kia nó cháy, nó lan qua nó cháy bên cái nhà của mình, cái ngũ quẩn bên kia nó cũng đang bốc khói, rồi bên này mình cũng đốt lửa lên cho nó vui, hai ba nhà cùng cháy cho nó vui. Mà cái vấn đề này là rất nhiều. Tại sao? Tại vì chúng ta học nhưng mà thiếu cái sự thực hành. Cho nên á, là khi mà chúng ta làm như vậy đó thì cái phiền não nó cũng làm tổn giảm cái phước báo của chúng ta. Thì quý vị nhớ rằng khi mà đại thiện mà làm với cái tâm mà ly trí thì cái chắc chắn là cái phước nó sẽ nhỏ giảm thiểu hơn là cái tâm mà đại thiện hợp trí rồi. Thấy không? Cho nên á, khi mà chúng ta biết thì thôi, rồi bây giờ chị hay, cô hay, người này hay, người kia giỏi, mình nhường cho người ta, giỏi, kệ nó, mình chịu dở đi, mình lùi lại bước đi, nhưng mà sao, mình lùi lại bước nhưng mà mình cái tâm mình an với trí tuệ hiểu biết. Mình phải thấy được là cái nhà bên kia đang cháy. Bây giờ mình cách ly liền. Mình lấy nước, mình chuẩn bị liền. Mình phòng xa, mình đề phòng liền thì cái nhà mình nó không có cháy. Còn bây giờ á, mình cũng nhào vô. Mình thế này, thế kia, thế nọ. Thành ra cái nhà mình nó cũng cháy luôn. Cho nên á, là chúng ta phải hiểu biết, thôi bây giờ mình nhường cho người ta giỏi hay thì kệ nó, mình kém cỏi mình lùi lại để mà mình giữ gìn cái tâm mình cho nó an ổn. Thấy không? Thành ra đó, ở trong 38 điều hạnh phúc là sao? Tâm xúc chạm việc đời, không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phước lành cao thượng. Trước pháp, tám pháp thế gian, được mất hơn thua, an ổn khổ đau gì đó. Thấy không? Mà mình biết, mình lùi lại,
mình không để cho cái nội tâm mình dấy động thì mình không bị thiêu cháy. Còn bây giờ á, cái ngã mạn nổi lên rồi mình cũng lăn vô tranh đấu hơn thua thì mình cũng bị thiêu cháy. Chỗ đó đó, khác nhau là chỗ đó đó. Quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật nói sao? Thế gian á, tranh chấp với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh chấp với thế gian. Không? Đức Phật đã vượt cái tam giới nè. Những vị giáo chủ khác thì bài xích, chỉ trích, chê bai, nhưng mà Đức Phật đâu có hề đối đáp là ấy gì đó. Thành ra đó, chúng ta đi theo cái dấu chân của các bậc thánh nhân là chỗ đó đó, mình tu là chỗ đó đó. Nha, người ta muốn hơn mình nhường cho người ta hơn. Người ta muốn giỏi mình nhường cho người ta giỏi. Thì sao? Thì mình an ổn. Mình tu tập giống như nước này. Mình ở chỗ thấp nhất, khi mà mình ở chỗ thấp nhất thì không ai tranh giành với mình. Mình ở cái chỗ mà mình chấp nhận mình dở nhất thì đâu ai giành với mình. Nói không, thôi chị giỏi hơn đi để tôi dở hơn. Đâu có. Tôi nè, tôi mới giỏi nè. Đó, thành ra phiền não mới dấy động, lửa mới thiêu cháy. Còn khi mình chấp nhận rồi, thôi chị hay, chị nấu ngon thì để chị nấu, chị bài biện đẹp thì để chị làm. Tôi đi rửa chén, tôi đi dọn dẹp cũng được, thấy không? Thành ra đó, chúng ta hiểu biết như vậy, chính ngay chỗ đó là chúng ta gìn giữ cái nội tâm mình để không bị dấy động phiền não. Thì cái phước mình không có tổn giảm, thấy không? Thì sư cũng xin chia sẻ với cô Nhung cái điều này. Mà thật sự ra đó, cái điều này chùa nào cũng có, nó khổ vậy đó, khổ lắm. Cái lên trên trai đường, lên trên chánh điện thì tốt đẹp lắm, mà ở dưới nhà bếp thì thôi, nó sùm sùm sùm. Khổ lắm, khổ lắm. Thành ra đó, ở nhà bếp á, là lửa thiệt ở ngoài đời rồi, mà ở trong nội tâm á, các cái vị mà hộ tăng cũng bị thiêu cháy. Cho nên mình nhớ vậy, mình phải tránh xa, mình phải đề phòng cái lửa mà nó cháy ở trong cái tâm mình đó, nó là quan trọng hơn. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Sa thú, con thấy Kim Nhung đã tri ân sư, và bản thân con cũng tri ân sư rất là nhiều. Con nghe Kim Nhung hỏi câu hỏi này thì giống như đạo hữu Thầm Má Nanh Đá này, chắc là con thấy rửa chén là chắc ăn nhất. Nhưng mà chú chắc luôn á, Thầm Má Nanh Đá, Nhật Quỳnh đã từng ở trong chùa làm công quả rồi, Nhật Quỳnh biết chưa chắc mình rửa chén là chắc ăn đâu nghe. Rửa chén cũng coi chừng, cũng coi chừng, chứ không phải rửa chén là chắc ăn. Dạ, bây giờ con xin được phép hỏi câu hỏi của Thầm Má Nanh Đá. Nhật Quỳnh ở gần sông Đồng Nai cũng phải nói là cũng đỡ lắm. Hãy mà thấy bộ hống sông lặn rồi sông nó mất tiêu, vậy là yên ổn nhất. Con xin được hỏi câu hỏi của Thầm Má Nanh Đá Bạch Sư. Thưa sư, cúng dường thế nào để cho đúng pháp? Dạ, con kính nhường mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá.
Khi mà chúng ta làm những cái cuộc lễ theo truyền thống của Phật giáo Nam truyền thì chúng ta phải đầy đủ thân, khẩu, ý. Khi mà chúng ta có cái tác ý rồi chúng ta, cái đó là về cái ý của mình, rồi mình phải phát biểu ra, trả lời. Thành ra đó, trước khi làm thì thường thường có cái lời tác bạch: kính bạch chư đại đức tăng, những thực phẩm này cũng chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng con xin dâng cúng đến chư đại đức tăng. Thì mình phải hiểu cái câu này là sao, tức là chúng ta có cái tác ý rồi, chúng ta muốn làm phước, cái tác ý này nó sanh khởi, gọi là tư tiền, tư hiện, là chúng ta nói ra lời, chúng ta làm qua thân. Thì cái tài sản này đó nó phải phát sanh một cách đúng pháp, tức là bằng chính công sức, sức lực của chúng ta làm ra, không phải là những cái pháp tà mạn do chúng ta giết chóc nè, chúng ta trộm cắp, chúng ta làm những cái điều phi pháp mà có được cái tài sản này. Cho nên là mình nói là tài sản này, vật thực này chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, là chỗ đó đó, hợp theo lẽ đạo, đúng pháp, bằng chính công sức, sức lực của mình tạo ra. Rồi được dân cúng hiệp theo lẽ đạo, tức là dân cúng đến chư tăng. Là những cái vị đang thành trên cái con đường giới định tuệ, đầy đủ và giới thân khẩu ý, thì như vậy đó, đó là cái sự hợp lẽ về cái người thí chủ. Rồi cái đối tượng, cái đối tượng họ, cái người có cái giá thì quý vị người thí chủ gieo hạt giống về thọ, cho nên mà muộn khi mà chúng ta có tác ý cúng dường đó, thì chúng ta cái vật là phải phát sanh lên hợp lẽ, rồi dân cúng đến chư tăng đúng pháp, như vậy đó, thì cái sự cái dân cúng của mình nó được tốt đẹp, rồi sao, chúng ta dân cúng với cái tâm cung kính, thì như vậy á, chúng ta vừa có cái phước vật, rồi có cái phước đức, và chúng ta đầy đủ tam tư, thì chúng ta có đầy đủ phước vật, phước đức, là quý vị thọ trì gìn giữ cái giới của mình, đó là phước đức và trí tuệ, là mình hiểu biết, mình dâng cúng để gieo những cái chủng tử tốt đẹp, những cái nhân tốt đẹp, cúng dường để diệt trừ những cái tham, những cái phiền não ngủ ngầm ở trong tâm, thì như vậy đó, thì cái phước báo của mình nó được trọn vẹn, đầy đủ, tốt đẹp,
Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của khi vị cư sĩ. Chúc tất cả quý vị nhiều hiểu biết, an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Tri ân sư. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy những câu hỏi cho chúng con. Dạ, cảm ơn Thiện Hữu cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh còn 15 phút nữa. Xin quý vị hô xà thú con thấy câu hỏi của Thanh 119 tuổi. Năm bạn có nghe đâu? Dạ con thấy. Dạ Nhật Quỳnh bị Kim Nhung giật mít đó nghe Kim Nhung nha. Mà Nhật Quỳnh đá Nhật Quỳnh xuống nó cũng không có cho luôn. Nên Nhật Quỳnh đành phải chạy ra. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước hết thì sư xin giải thích cái câu của Thanh N 191191. Thì cái điểm chính ở trong cái bài này đó thì Đức Phật dạy chúng ta là sống với chánh niệm tỉnh giác, hiểu biết trí tuệ đầy đủ trong mỗi mỗi cái sinh hoạt của mình. Thì khi mà chúng ta có hay biết chánh niệm tỉnh giác đầy đủ thì phiền não nó sẽ không dấy động, không sanh khởi. Còn nếu mà chúng ta dễ vui buông lung thì tất cả các căn, tất cả trong ngũ uẩn đang thì khi mà chúng ta làm những cái sự bố thí hoặc là chúng ta sử dụng những cái vật dụng nhu cầu cần thiết trong đời sống mà với trí tuệ chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui, cái tâm của chúng ta nó được an ổn ngay trong sống hiện tại rồi, mà những cái nhân lành này nó sẽ đưa chúng ta đến những cái cảnh giới tốt đẹp an vui. Rồi cái Qua Sala 20 hỏi là có những cái vị xuất gia nhưng mà cũng còn những cái phiền não, thì quý vị cũng thông cảm. Bây giờ cái vị đó là xuất gia nhưng mà còn là phàm nhân, thì khi mà còn phàm nhân á là còn những cái phiền não dấy động, thành ra đó
cái sự kham nhẫn chịu đựng của phàm nhân nó cũng có mức độ, đúng không? Đó, cho nên á là mình cũng thông cảm với nhau trong cái đời sống. À, có đôi lúc phàm nhân thì nó cũng còn những cái phiền não nó dấy động. Thành ra đó, chúng ta cũng phải hiểu biết rồi xả bỏ, tha thứ. À, chỉ có các bậc thánh nhân, chỉ có các bậc thánh nhân A-la-hán, các ngài là bậc lậu tận, đã tận trừ tất cả những cái phiền não, thì lúc đó, đó là các ngài mới trở thành hoàn toàn. Còn các bậc thánh hữu học coi chứ cũng còn, nhưng mà những cái phiền não nó là vi tế, nó chứ không thô thiện. Thành ra đó, chúng ta cũng thông cảm những cái vị này á, mặc dù là người xuất gia, nhưng mà có đôi lúc cái nội lực, sự tu tập nó chưa đủ mạnh để đối trị với những cái phiền não, thành ra cũng vẫn bị cháy, cũng vẫn bị bốc cháy, bị thiêu cháy. Nhưng mà nếu mà vị này biết kịp thời ngăn ngừa, kịp thời diệt trừ, thì nó cũng đem đến cái sự tốt đẹp. Thành ra đó, có nhiều khi chúng ta cũng nên thông cảm, là chừng nào mà đạt đến cái thánh lậu tận thì nó mới hoàn toàn hết được những cái phiền não. Thành ra hàng cư sĩ bởi vậy thường thường là hàng Phật tử phải nhìn vào những cái gương của các bậc thánh nhân của Đức Phật, chứ đừng có nhìn mấy vị sư mà có nhiều khi mà quý vị mà thần tượng quá là có chừng. Bởi vì sao? Hôm nay á là cái sự nỗ lực tu tập rồi cái nghiệp nó chưa sanh khởi, nhưng mà tới chừng mà cái lúc mà cái nghiệp chướng, cái phiền não nó sanh khởi, có lúc là không kiểm soát được, không có kiềm chế, không có đối trị, không có đè nén được á, thì nó bùng phát lên. Mà khi mà bùng phát lên rồi là làm quý vị mất cái lực tình, thì đó là đại nguy hiểm. Thành ra đó, như tăng là gồm hai bậc thánh tăng, phàm tăng. Thánh tăng là các bậc đã đạt đến những tầng thánh, phàm tăng là những vị cũng đang tu tập đi trên cái con đường giới định tuệ. Cho nên là khi nào mà mấy vị này có cái mặt gì nổi trội thì mình học hỏi theo, còn những cái gì mà nó không được tốt đẹp á, thì mình thấy đó để mình phản tỉnh lại chính mình sửa sai, hoặc là nếu có thể thì mình nhắc nhở mấy vị đó. Bây giờ mà phân biệt mấy vị thánh nhân và phàm nhân á, nó mình phải cộng trú mấy vị này một thời gian lâu dài, rồi mình qua cái sự tu tập, cái sở hành, rồi qua những cái gia chạm với phiền não ở bên ngoài đó, mình mới biết được. Chứ còn không phải vị thánh tu đầu quần là ở trên mặt, ở trên trán có cái chữ mà mình biết đâu mình phân biệt được. Thành ra mình phải gần gũi ở chung
Đức Phật nói là phải phải cộng trú, tức là phải gần gũi, phải ở chung với vị đó một cái thời gian lâu dài mới biết được. Chứ đâu có mà một sớm một chiều mình biết được đâu, mà sư làm sao sư biết rồi mà sư chỉ. Thành ra hoan hỷ đi, để chờ sư tu tập thêm thời gian nữa, chừng nào mà sư có thần thông, có tha tâm thông, có thiên nhãn thông, sư mới chỉ được. Thôi cái buổi sinh hoạt thì đến đây thì cũng vừa phải lẽ. Bây giờ mời cô Nhật Quỳnh sám hối và sư xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt giới phước báo này. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, và kính chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử luôn có nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tinh tấn, có một đời sống an vui trong hiện tại và hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Bây giờ thì xin mời quý vị sám hối. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sư biểu con lên sám hối, nhưng mà con xin phép sư giải đáp còn một chút xíu thắc mắc hay sư, do cái câu hỏi của quý vị trong đạo tràng. Con sư, có phải là, ví dụ như con đi, có phải là do con thiếu phước, con không có đủ duyên để gặp những thánh nhân không bạch sư? Dạ sư, vậy ngắn gọn thôi sư, con hơi thắc mắc chỗ này một chút mà. Có phải do mình không tạo không đủ phước nên không có đủ nhân duyên để gặp được thánh nhân không? Con kính nhân quýt đến sư, sau đó con mới sám hối à. Con kính nhân quýt đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì ở đời thì cái gì nó cũng có nhân có duyên, thì nó mới gặp nhau. Tại sao mà cái cậu thanh niên này không thích ai mà thích cái cô này, mà tại sao cái cô này không thích ai mà thích cái cậu này? Tại vì những người này trong vòng luân hồi họ có nhân duyên với nhau rồi, cho nên bây giờ họ gặp. Thì chúng ta cũng vậy. Nhưng mà cái nhân duyên của mình thì nó mới gặp nhau ở trong cái room này. Nếu mà không có nhân, không có duyên thì giờ này quý vị nằm ngủ, hoặc là ngồi xem phim, hoặc là đi chơi rồi cho nó thoải mái, chứ mình vô đây mình chi, phải không? Còn bây giờ mình có nhiều khi mình gặp bậc thánh nhân mình có đâu biết đâu. Tại vì mình còn phàm nhân, làm sao mình phân biệt được thánh nhân đó. Cho nên là bây giờ là những vị nào mà mình thấy cái sở hành tốt đẹp đúng theo lời dạy của Đức Phật, thực hành đúng theo cái con đường giới định tuệ, thì mình cứ kính trọng, kính đối với các vị đó đây. Bây giờ mình chưa biết được cái vị đó là thánh hữu hoặc là cái gì hết, nhưng mà mình có sự tôn trọng đối với các cái vị mà đang thực hành cái đời sống phạm hạnh tốt đẹp là được rồi. Thế còn bây giờ mình phải phân biệt vị nào mà là thánh nhân hay là vị nào phàm nhân gì đó, làm sao mình biết được đâu đó. Thành ra chúng ta cứ thực hành, và đối với những cái người nào có những cái sở hành tốt đẹp, đáng cho mình học hỏi, đáng cho mình thân cận, đáng cho mình tôn trọng, thì mình sẽ tôn trọng những gì đó. Thì được rồi, chứ giờ mình biết sao mà thánh nhân hay là phàm nhân gì được. Sư cũng xin giải đáp với cô Nhật Quỳnh. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân sư rất là nhiều.
Dạ, con nhiều chuyện quá. Giờ chót rồi con hỏi một câu. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, cảm ơn Thiện Vũ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi tính pháp ạ. Bụt Tha Đê Na Quạnh Đê Hăng Ba Đà Phạm Tung Và Rụt Tà Mặng Bụt Thệ Dô Khá Lý Tô Đô Sơ Bụt Thô Khá Mát Tu Tăng Mà Măng. Còn đem hết lòng kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ua tam an ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cho Đức Vi Thăng Hòa Răng thẩm mê vô khá li tô đô sâu thẩm mô thẩm mát tu tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sang khanh cha đưa vi tho tam ăn sang khê vô khá lý tổ đô sao sang khô khá mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý tạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ quân thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng. Con kính nhân mít đến sư ạ. Xin thay mặt chư tăng phút chút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, cầu mong chư thiên quan hỷ ủng hộ, cầu mong chánh pháp được hưng thịnh, cầu mong tất cả phật tử khỏe mạnh an vui, cầu mong tất cả chúng sanh ba giới bốn loại an vui. Ovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nuva ve na sada so thi pavantu te. Ovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa thamma nuva ve na sada so thi pavantu te. Ovatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nuva ve na sada so thi pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người gia quyến cả thảy. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Tha Giá. Tha tu lành thai văn kinh chi cu sa la cầm măng cách tập băng ký thi văn mà cả dê na quả cha manasa ti đa xê su ga tăng ga tăng dê sa ta san ni nô a thi dê cho sa ta a san ni nô ca tăng buồn nhà pha lăng mày hàng sa bê pha ghi pha quán tu tê dê tăng ca tăng su quý đi tăng định năng buồn nhà pha lăng mày dạ dê cha ta thành là cha nam ti đê quả ganh ta ni dê ta dâm sắp bê lô cầm hi dê sa ta dê hoàn ta hạ ra hê tu ca mà muốn năng khô cha năng sắp bê ta phan tu mầm mạ chê ta sa ti ước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng là bần trời vô tượng được mà hưởng an ước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung ma hưởng được quý ung thanh nhàn
chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường a hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng thành kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa diêm vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh thất thiện hữu, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh nang, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng bảo phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sanh đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thời dùng đồng điều nhau ca thảy. Ý đăng huynh nhân nipanasapat cha yo ho tu, ý đăng huynh nhân nipanasapat cha yo ho tu, ý đăng huynh nhân nipanasapat cha yo ho tu. Và chúng con cũng thành kính dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến ngày trì giới. Mong rằng ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này để được an vui nơi nhàn cảnh. Nam mô Bụt Tha Giá.